Xin chào các bác nhé. Hôm nay ở nhà rỗi thì em có chia sẻ cho các bác một cái cách mà nhân giống cây hoa giấy sống 100% cho các bác nhé. Đấy, đây là cách của em. Đấy, cây của em đã ra rễ rồi nha. Ra rễ mạnh rồi này. Đấy, rễ trắng trắng này. Đấy, cái cách nhân giống cây hoa giấy này rất đơn giản thôi. Bình thường các bác chỉ cần cắt một đoạn cây này. Bình thường các bác chỉ cần cắt một đoạn cây là các bác dâm dưới đất, vùi đất nhá. Rồi đảm bảo đủ độ ẩm là cây nó sẽ tự sống nhá. Em chơi kiểu chắc hơn là em chiết, em bó đất vào thân cây rồi em đợi. Đấy, rồi em đợi thì tầm khoảng một tháng thì nó sẽ ra rễ nhá. Cái hoa giấy này chiết đơn giản, các bác không cần cạo một lớp vỏ đi, không cắt vỏ gì, cứ nguyên thân cây này, một cây hoa giấy nguyên này các bác lấy đất ẩm, các bác bọc vào, bọc túi ni lông, bọc kín, đấy, thế là tự nó lên thôi. Đây em lại nhân giống rất nhiều chứ, cây này vừa hôm xưa cắt để cho một người bạn, đấy. Các bạn lưu ý này, nếu mà khi chiết cái cành hoa giấy này thì các bạn nên chọn cái cành bánh tẻ nhá. Cành không già quá mà cũng không non quá. Đấy. Đại em nó chiết rất nhiều. Cây này của em là trồng được gần 2 năm rồi. Ở bây giờ nó ra khiếp không? Đây là hoa giấy nhá các bạn nhá. Hoa giấy mà em chiết rồi, bây giờ em cho chậu này. Hôm xưa em cắt thêm cho chậu nhá. Đấy, còn mấy cái cây này. Mấy cái cây hoa giấy này thì em cũng chiết từ cành ấy. Ngày xưa là chiết từ cành ra này. Chiết từ cành ra này. Thì bây giờ vừa hôm xưa thì em có tỉa lại để cho nó ra lộc mới để em hãm thì ăn Tết là có hoa các bạn nhé. Hôm nào em sẽ làm một video chia sẻ cho các bác một cái cách mà hãm làm sao cho hoa giấy ra nhiều hoa nhé. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành đi cắt cây hoa giấy đã ra rễ rồi thì em trồng một cái chậu đấy nhá. Đấy, em sẽ trồng cây hoa giấy kia vào cái chậu rồi thì em sẽ chia sẻ với bác sau. Đây là cái chậu để em trồng cây hoa giấy vào. Bây giờ em xới đất cho nó tơi lên rồi. Cưa cây cồn ra, cưa này lâu rồi. Rồi, ok. Rồi, ok, em đã cắt xong nhá.
Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu trồng. Rồi. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu trồng. Rồi, bây giờ em sẽ bắt đầu trồng nhé. Rồi, bây giờ em sẽ bắt đầu trồng nhé. Trước khi trồng thì các bác cắt hết các dây đi. Bỏ túi bóng này ra. Để em cho các bác xem này cái bộ rễ này nhá. Tốt không? Đấy. Còn tại sao vừa em chia sẻ với các bác là cái cây hoa giấy này các bác chiết cành các bác không phải tỉa, không phải cắt cạo bỏ cái lớp vỏ đấy nhá. Tại vì đây này, cái cây mà em không cần tỉa vỏ đi. Nó như này này, rễ toàn mọc từ thân, từ vỏ ra không đi nhá. Hoa giấy nó rất rất sống. Đấy, bây giờ em sẽ tiến hành đi trồng cái này nha các bác nhé. Đang làm tí em phải cắt đi mà. Mấy cái cây cành dài nó non này mình không cắt thì nó sẽ bị héo nhá. Tí đang làm vẫn phải cắt đi các bác ạ. Lấp đất vào. Hoa giới này cái loại hoa mà dễ sống nhất ấy. Vứt cành, dâm cành là sống. Kể các bác có luộc lên, các bác mang ra trồng vẫn sống. À, khi mà trồng xong thì mình ấn chặt cành xuống, ấn chặt vào. À, thế thì em trồng xong cái này nhá. Bây giờ chỉ cần tí nữa mình tưới nước cho nó ẩm đất và đợi thôi. Cây này em tính thế là sau này mình làm thế thác đổ nhá. Một cây này sau này em sẽ nắn thẳng nó xuống rồi nuôi một cành con từ đây, nuôi ra xong cho nó đổ xuống. Đó. Một cành con ra đây đổ xuống ngóc lên rất là đẹp, đơn giản. Rồi xin chào các bác nhé.